Xin chào anh em đã quay trở lại với cả Hacom, mình là Hoàng đây và hôm nay sẽ là chương trình Q&A. Bây giờ đã là Q&A số thứ 37 rồi, khá là nhiều số rồi đấy anh em ạ. Thì trong chương trình Q&A sẽ là một cái chương trình nhằm để trả lời các câu hỏi của anh em về những vấn đề liên quan tới máy tính, liên quan tới công nghệ, liên quan tới vân vân và mọi thứ. Nói chung là nằm trong cái bộ máy tính của anh em ấy. Và chương trình này sẽ trả lời tổng cộng 7 câu hỏi phát sóng vào lúc 7 rưỡi tối vào tối thứ 7 hàng tuần anh em nhé. Chắc giờ này thì anh em đang đi chơi lung tung rồi, nhưng bây giờ mình sẽ vẫn trả lời cho câu hỏi cho anh em. Câu hỏi đầu tiên đi của bạn Anh Hoàng thì bạn hỏi là chạy RAM DDR5 thì chọn bên nào và khi mà chọn main thì cần quan tâm tới những thông số nào, nhờ đây tư vấn. Thì muốn chạy RAM DDR5 ấy thì cứ chọn bên nào có tương thích với cả RAM DDR5 thôi, đơn giản thôi mà. Còn cái khi mà mình chọn main ấy, đây là với mình nhé, với mình thế này, còn với các bạn có thể là khác. Với mình, ưu tiên đầu tiên đó chính là VRM, xem là có đủ với cả main không, đủ với cái CPU không. Thứ hai là chọn cái RAM, liệu rằng là bây giờ RAM giá rẻ hay là RAM nào, RAM 4 hay RAM 5. Thứ ba đó chính là cái số lượng cổng USB ở đằng sau, tức là đằng sau xem là có cắm đủ không ấy. Thứ tư là vẻ ngoài nhìn trông có đẹp không. Thứ năm với mình sẽ là những thứ phụ gia khác, ví dụ như là cổng M2, khe PCIe, số lượng cổng RGB, số lượng cổng USB ở trong main, vân vân và vân vân. Những thứ đấy là những thứ mà mình quan tâm cuối cùng, còn những thứ trên ấy mình nghĩ rằng sẽ là thứ ảnh hưởng tới cái trải nghiệm sử dụng nhiều nhất anh em nhá. Đấy, thế nên là bạn Anh Hoàng có thể lựa chọn main theo cái phong cách của mình, hoặc là có thể lựa chọn main theo phong cách của người khác tùy, nhưng mà mình nghĩ rằng cái format của mình khá là chuẩn rồi. Tiếp theo, câu hỏi của bạn Hùng Nguyễn bảo là 6 triệu thì nên mua đồ second hand đúng không? Ừ thì đúng rồi, bạn ấy đang rep trong cái comment ở trong cái video là bộ PC rẻ nhất Hacom. Thì trong cái bộ đấy mình lắp một bộ máy tính với CPU Pentium này, với cạc GT730 này, rồi vân vân, được một bộ máy khoảng tầm 6 triệu, tức là bộ máy chơi game rẻ nhất. Nhưng mà thực sự ấy, mình khuyên rằng các bạn không nên mua bộ này, bởi vì đơn giản là 6 triệu cho văn phòng rất ổn, rất thoải mái. Nhưng mà nếu mà nói về chơi game ấy thì đúng là chỉ có một cũ mà thôi. Chứ bây giờ tính ra một cái cạc GT1030 hay là 730 ấy thì điều nó rất là yếu, và cái mục đích sinh ra của nó chỉ để mang tính xuất hình thôi, chứ không phải để chơi game. Thế nên là việc mà mua tầm 6 triệu ấy, cứ mua cũ cho mình nhá. Còn nếu mà văn phòng thì mua mới được thoải mái. Tiếp theo, câu hỏi thứ ba của bạn. Ok. Bạn hỏi là combo Ryzen 5500 cộng với cả 5600 XT có ổn không? Và sau này muốn nâng cấp lên đó chính là 4060 thì có nghẽn không? Mình nguồn 750X. Ok, thì cái combo hiện tại của bạn ấy, 5500 với cả chiếc 5600 XT rất là ổn. Về hiệu năng CPU và hiệu năng GPU đều rất là đồng đều. Nếu mà tương lai bạn có muốn nâng lên 4060 ấy, thì hiện tại dự đoán 4060 sẽ mạnh bằng, có thể là bằng với cả 3070. Thì mình nghĩ sẽ là vẫn ổn thôi. Sẽ có thỉnh thoảng có vài tựa game bị nghẽn, do là chúng ta sẽ cái hiệu năng đơn nhân nó không xịn bằng những con cao hơn này, cái hiệu năng cái L-cache nó không có đủ này, L3 cache các kiểu không ngầu bằng này. Thế thì điều đó sẽ dẫn tới có một sự nhỏ về nghẽn thôi. Nhưng mà mình nghĩ rằng vẫn ổn, và đặc biệt với cái nguồn 750 của bạn ấy thì 4060 thoải mái sử dụng nhá. Rồi, ok. Tiếp theo, bạn Tuấn Kiệt hỏi là i5-10400F với cả 16GB và 3060 thì nên nâng cấp lên 3060Ti để chơi Max Setting AAA Full HD hay là giữ nguyên bộ PC này để xài? Thì đây nhá, để mình trả lời cho anh em nhá, để mình trả lời cho bạn nhá. Mình nghĩ rằng ấy, nếu mà bạn đang cảm thấy hài lòng với những gì mà bạn đang sử dụng với chiếc 3060 ấy, thì mình nghĩ rằng không phải cần đâu, thực sự là không cần. Nhưng nếu bạn thực sự cảm thấy rằng là muốn chống tránh cho tương lai, muốn mà bạn lại còn kiếm được một kèo thơm 3060 Ti, thì mình nghĩ rằng bạn vẫn nên nâng. Tại sao? Bởi vì 3060 Ti cao mạnh hơn 3060 khoảng tầm 15-25% cơ, tức là cũng khá nhiều so với cả một chiếc cạc mà khoảng cách chỉ khoảng tầm có 1 triệu hay 1 triệu rưỡi, 2 triệu trên thị trường cũ ấy. Thế nên là nó trở thành một cái khoảng cách khá là lớn cho hai chiếc cạc dù chỉ có đúng 2 chữ Ti. Thế nên là cái việc mà mua thì mình nghĩ rằng anh em vẫn nên mua 3060 Ti hơn nếu mà mua hoàn toàn mới ấy. Còn nếu mà nâng cấp ấy thì thực sự rất là khó để nghĩ, bởi vì bây giờ nghĩ tới việc là bán đi xong mua lại thì nó rất là lằng nhằng. Thế nên là bạn hãy thử hỏi thật sâu trong lòng mình xem là mình có thực sự cảm thấy là cần nâng không, mình có cảm thấy không hài lòng không. Bởi vì bây giờ từ 100 lên 120fps thì nó cũng chả khác gì nhau đâu nhá bạn nhá. Ok. Rồi, tiếp theo, câu hỏi thứ 5. Bạn Lê Minh Quang hỏi là chơi Minecraft tối ưu chăng và shader thì nên chọn chip hay cả?
thì ví dụ như bây giờ bạn, mình không biết là bạn chạy shader gì, nhưng mà nếu mà bạn chạy shader ray tracing, cái kiểu bạn chạy shader mà ánh sáng đẹp tuyệt vời ấy, thì các bạn nên đầu tư một chút vào card nhá. CPU vẫn phải có một cái mức tối thiểu mạnh, ví dụ như là 12100, 13100. Nhưng mà nếu mà các bạn chỉ chạy cơ bản bình thường ấy, ví dụ như là chỉ chạy basic, không có một cái tí shader, không có refine, không gì cả, mà chỉ chạy basic thôi ấy, thì mình nghĩ rằng CPU là một thứ quan trọng hơn. Bởi vì là con Minecraft nó khá là không sử dụng card nhiều. Nhưng đến khi bạn bắt đầu bật shader kiểu ray tracing, ánh sáng này ánh sáng kia ấy, mà nhìn trông đẹp đẽ, nước lộn với nhau, xong các thứ kiểu đèn đóm các thứ đẹp ấy, thì lúc đấy là lúc mà cần sức mạnh của card. Thế nên là bạn xem là shader của bạn là shader gì nhá. Nếu mà shader của bạn là shader theo kiểu ánh sáng đẹp xong ray tracing thì đầu tư vào card. Còn nếu mà không thì hãy đầu tư đồng đều nhau và mạnh hơn một chút về CPU nếu mà chơi Minecraft bình thường nha. Ok, tiếp theo câu hỏi thứ 6 của bạn Tuấn Anh Trần. Bạn ấy hỏi là: anh ơi, thời điểm này hay là bạn nên mua 3080 Ti hay là 4070? Em thấy hai con này xem xếp nhau. Thì cái câu trả lời ấy, thực ra ấy, rất là khó. Bởi vì bây giờ bạn có sẵn sàng liều mình để mua cũ không? Nếu bây giờ bạn liều mình để mua cũ thì 3080 Ti chắc chắn là kèo chiến thắng với tất cả mọi cuộc đua luôn. Bởi vì 3080 Ti mua mới nó vẫn mạnh hơn 4070. Thế nên là khi đấy thì bạn hãy thử hỏi mình xem là mình có sẵn sàng liều để chọn 3080 Ti không. Nếu mà bạn sẵn sàng liều ấy, ok, mua 3080 Ti đi. Nhưng thực sự ấy, để đảm bảo bây giờ có một cái trải nghiệm mượt mà nhất, ổn áp nhất, bảo hành lâu nhất, không gặp vấn đề gì nhất, thì mình nghĩ rằng các bạn vẫn nên mua mới, được chính là 4070, với mức hiệu năng hiện tại, với những công nghệ mới của nó và với mức giá cộng với cả mức điện tiêu thụ của nó thì thực sự khá là đáng nhé bạn nhá. Thực sự đúng là rất là khó đâu, khi mà nghĩ tới cái vấn đề là mua mới hay mua cũ, công nhận là khó thật. Bây giờ mua cả cũ thì liều nhưng mà giá rẻ, mua cặp mới thì đắt nhưng mà hiệu năng ngon, mà lại còn đảm bảo về gọi là lâu dài nữa. Công nhận rất khó thật. Và câu hỏi cuối cùng của bạn Hoàng Carib, bạn hỏi là min H61 thì đúng hơn đúng không? H61 với cả i3 3240. Nói nhiều i3 mới cơ. 3240 thì nên dài GPU gì? Thì nói thật đấy, cái con CPU này nó khá là yếu, nó có 2x4 luồng thôi. Và maximum nhá, mình nghĩ maximum là 570. 570 là đã cũng hơi nhiều rồi nhá. Mình nghĩ rằng 570 là cũng ổn thỏa rồi, chứ đừng lên cao quá, nên cao quá nó hơi buồn cười đấy. 570 hoặc là 1050 Ti hoặc là 10603 khi nhá. Ok, và đó sẽ là 7 câu hỏi cho chương trình Q&A số thứ 37 của chúng ta. Rất cảm ơn các anh em đã xem video này. Và nếu anh em muốn gọi là mình giải đáp những cái câu hỏi liên quan tới máy tính ấy, thì thả ở dưới comment nhá, để có thể tăng tương tác cho video này và giúp anh em có thể đạt được những câu hỏi, đạt được những cái câu trả lời mà anh em mong muốn. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video này và hy vọng gặp lại anh em tại video sau.